ra đó đi với bà đi, ở quan gì đến cô hỏi làm gì. Bỏ ra đi đi. Thank you.
kèm khá mà chị chào lơ. Ăn bún nha. Ôi thôi không. Nào ăn thôi, ăn thôi. Thổi ra. Mẹ thổi cho. Đây mẹ lấy cho đã. Đây xong mắm thổi nha. Này. Thổi đi. Thổi. Đi rồi, không cầm thế rồi. Vẫn còn ăn không? Không ăn mẹ cất nha. Thế ăn đi. Ăn đi mẹ cất. Nó chưa? Đấy, rơi rồi. Đập, đưa thìa đây mẹ cất đi. Nào, đưa thìa cho mẹ. Yêu bé là chị mắm yêu bé mà. Vâng vâng. Đi rửa bát nhé. Quay cái mặt đấy.
Rửa từ từ nhá. Cầm cái bát cẩn thận đấy. Mình ơi, xong rồi đi. Mày giữ anh Trung ở đây à? Mày quyến rũ anh Trung ở đây phải không? Nói cẩn thận nhá, chồng ta sao ta phải quyến rũ hả? Mày nó chán mày nó lại về với vợ nó thôi nhá. Chồng của tôi đâu? Này nhá, không cần biết nhá. Đừng có hỏi tôi nhá. Giờ làm tôi thành ra như này, lại bỏ đi với bà, đi ở với bà ấy nhở? Cái này tôi không biết. Chồng tôi đi đâu thì liên quan gì đến cô hỏi làm gì? Tôi nghe cả làng cả xóm này đều nói anh ấy đi ở với bà rồi nhá. Tôi là vợ chồng hợp pháp với nhau, ở với nhau là chuyện bình thường. Còn cô là loại lem gian gian díu díu. Chồng tôi bỏ là đúng rồi còn gì nữa. Bà nói nhiều ấy nhỉ. Có vẻ là chồng tôi ở đâu? Không cần biết.
mà không, đừng có mà phá hoại hạnh phúc gia đình của bọn tôi nữa. Bọn tôi đang hạnh phúc, cô đừng có phá hoại làm gì. Một lần không đủ ạ? Cô nói nhiều ấy nhỉ? Cô nói nhiều ấy nhỉ? Cô hỏi chồng tôi ở đâu? Trả lời hả? Thế nào, có chuyện gì tôi giải quyết. Tốn tóc đau quá. Sao cô lại lên đây? Hả? Ông nói nhiều ấy nhỉ? Mất hút mất tích đi, đến giờ lại về ở với bà cú này. Đấy, bây giờ vẫn còn dây dưa với nó nữa. Làm cho tôi như này không bỏ đi ở với bà này à? Hả? Cái gì là phải của tôi? Không phải ấy. Đây là đồ tôi. Đấy, muốn giải quyết đi, muốn lại thì giải quyết đi. Bỏ người ta đi, ông đi ở với bà cú này à? Bà cú có gì được hơn tôi? Còn dây dưa với nhau nữa. Ngày xưa bà ở với tôi, nuôi yêu thương tôi, bây giờ lại bỏ tôi đi với bà cũ này à? Giải quyết à? Như nào thì giải quyết đi, không giải quyết được thì anh cũng đi luôn đi. Cho tôi một lý do là một giải quyết đi. Chắc gì đã phải con của tôi. Hôm tôi về tôi nhìn thấy cô đi với thằng khác nên tôi mới bỏ ra đây tôi ở. Tóm lại bây giờ cô không nói nhiều, cô đi. Đi ra đừng bao giờ đến làm phiền gia đình này. Sao lại đối xử tôi như thế hả? Đi ra, cô đi về nhà cô đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Bố ơi, mẹ buồn lắm. Mẹ không cho bố vào đâu. Đi đi. Dám lợi dụng mình.